Hôm nay em đến đây cùng gia đình nhỏ của em. Mời bạn mời họ ra được không ạ? Chắc cái này không có twist đâu. Có kìa anh ơi. Chưa hết đâu, còn đó. Màn hình đổi tiếp nè. Ồ, màn hình đứng luôn rồi. Chào em. Dạ, em chào Nhân Thành ạ. Chào bạn nữ chính và chào bạn cố vấn cũng như là khán giả đang xem chương trình ạ. Em có thể giới thiệu một tí về bản thân mình, em là ai và vì sao em đến với chương trình? Em tên là Phan Thành Lĩnh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến đây vì hai điều thôi. Điều thứ nhất á, là một câu nói của mẹ em. Đó là tài sản quý giá nhất để lại cho con chính là ký ức đẹp đẽ của gia đình. Điều thứ hai á, là vì hai người rất quan trọng trong cuộc đời em. Nếu không có hai người đó, sẽ không có một Phan Thành Lĩnh đứng đây ngày hôm nay. Hôm nay em đến đây cùng gia đình nhỏ của em. Mời bạn mời họ ra được không ạ? Cái điều này đáng surprise nha. Bây giờ em có thể khẳng định cho mọi người biết em là trong nhóm nào khi đến với chương trình ạ? Em là B ạ. Bạn ấy là bisexual. Ôi mà hai bạn gương mặt giống nhau thế nhở? Nét phu thê thật luôn ấy. Anh nói mới để ý thấy giống thiệt. Hiện nay hai bạn đang sống với nhau với danh nghĩa là vợ chồng luôn hả? Mọi người có thể gọi em ấy là Nguyên Bắc, nhưng với em á, em gọi em ấy là vợ. Và thiên thần đang ẩm ở trên tay của em ấy á, là Phan Khôi Vĩ, con ruột của em. Trước tiên em gọi lại cái ký ức này ngay tại sân khấu ngày nay, thì em một lần nữa xin lỗi bác. Bé đến với em là một cái lỗi lầm của em ở quá khứ. Em có sau lưng bác làm những việc không tốt với một cô gái, và cô gái đó chính là mẹ của bé, đang ở đâu đó trên thiên đường. Thiên đường? Ủa, là bạn đó không còn nữa hả? Rồi Covid vừa rồi, không may. Dạ, chia buồn cùng em. Nếu tiện thì Lĩnh có thể chia sẻ một chút những cái cảm xúc, cái giai đoạn đó bạn với bạn Bách này đã gặp phải cản trở nào hay là một sự bão hòa nào trong tình yêu mà khiến cho bạn phải có một cái hành động với một cô gái ở ngoài. Cái điều đó là vì cái gì? Chắc là đưa cho Bách, bế em lại. Ok, rồi. Ôi, xin lỗi em nha, Rồi, em đang ngủ mà. Hôm nay Bách ẵm bé trên tay một cách rất là thương yêu và Bách cực kỳ vĩ đại. Cảm ơn bạn đã nói thật sự rất là ấm áp trong cái trường hợp này. Ok, xin lỗi em. Rồi. Thời điểm đó với em không phải là bác làm việc gì có lỗi với em hết. Từ trước đến nay cái chuyện của em với bác á,
đều là do em hết. Cho đến ngày hôm nay khi đứng ở đây thì ngoài cái tình yêu mà em dành cho bác ra thì còn cả lòng biết ơn nữa. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ tạm chia tay với Bách để cho Bách đưa em vào nghỉ ngơi nha. Trước đó em với bạn đó đã học chung với nhau đại học rồi. Sau đó thì gặp lại ở một cái tiệc đám cưới. Thì em với bạn có quá chén và em có đưa bạn về. Bạn cũng nói cho em biết bạn có cảm mến em từ hồi học đại học. Rồi sau đó tụi em cũng có quan hệ với nhau một khoảng thời gian ngắn. Đến khi bạn cấn thai á, thì lúc đó em mới quay về lại bên cạnh bác và thú tội hết mọi chuyện. Wow, Bách thật sự là quá là bao dung. Điều gì khiến cho Bách có thể mở rộng cái tình yêu của mình và bao dung của mình đến như vậy? Khi mà biết cái chuyện này á, thì bản thân mình cũng có hoang mang. Nhưng mà sau khi em suy nghĩ lại thì em cũng có gặp mẹ của bé và em thuyết phục Lĩnh và mẹ bé là nên cho bé một gia đình. Cái lỗi lầm của người lớn thì không thể nào mà để cho con trẻ phải chịu. Khi mẹ bé mất thì mẹ có để lại một bức thư nhờ em chăm sóc cho anh Lĩnh và bé. Nên cái việc đó làm em phải thương yêu và chăm sóc bé nhiều hơn. Cao thượng luôn ấy. Cho anh hỏi Lĩnh là lúc đó là vì em muốn trở lại với Bách hay là em cảm thấy là em không thể tiếp tục gắn kết với cô gái đó? Thật ra người đủ tư cách ở đây nói quay lại hay không. Đã đồng hành với em 6 năm rồi. Những tổn thương bác đã có đã từng ấy năm, hạnh phúc một đời á vẫn là quá ngắn, nhưng chịu đựng một ngày á đã là quá nhiều. Và với bạn nữ đó, em với bạn chắc chắn một điều rằng em không thể nào cho bạn một mái ấm được hết, nên em không muốn tiếp tục cái mối quan hệ với bạn. Và bạn cũng biết rõ em với bạn không có tương lai, nên ngày hôm đó quay về, bác là người bao dung cho em, tha thứ cho em. Đó là đến tận bây giờ em vẫn có bác bên cạnh. Em nghĩ đây là tình yêu thật sự. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay.